Annyeonghaseyo, Phanny, xin chào mọi người, mình là Phanny. Chào mừng các bạn đã quay lại với channel của mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ ngồi đây để reaction một cái MV đang rất là hot, đang ở top 1 thịnh hành luôn nha mọi người. Đó là MV 31073, đây là version thứ 3 của WN, Know, Dương và TT. Đọc vậy chắc là vậy đó. Ok, chúng ta cùng let's go. Nhao. Yo yo yo. WN. WN. Xin lỗi em về những chuyện mà ta đã nghĩ. Xin lỗi em về những gì mà ta đã. Uầy, có con Pikachu nãy giờ mình mới để ý, nãy giờ mình để ý lyric. Bây giờ mình mới thấy con Pikachu nó còn lắc lư đúng cưng luôn á mọi người. Ngoài ra còn có cái dần hầu ở trên đầu này nhìn cưng ha. Ủa, cái đôi giày đẹp thế. What? What the f***? Uầy, tóc kìa, tóc vô đèn nó đẹp ha. Đèn này chắc đèn hoàng hôn quá. Nghỉ đi. Ủa? Ủa? Thì ra cái đó không phải đôi giày mọi người. Cái đó là cái tai nghe mà mình tưởng cái đôi giày kiểu đó vậy. À, cái này là góc setup sao ta? Cái gọi là góc setup bừa bộn hả? À, căn phòng bừa bộn. Ôi, bạn này biết chơi nhiều nhạc cụ nhỉ? Năm tháng ấy. Giờ đây chỉ là những thước phim. Ôi, mọi người có thấy gì không? Có thấy cái đồ nó đung đưa không vậy? Mình có thấy không? Thề luôn, bình thường ở phòng mình có một cái xích đu mà mình phải gắn cái chuông lên đó đó mọi người, để khi mà kiểu nó rung rinh tình mẹ tình cha thì mình biết mà mình bỏ chạy đó. Nếu mà mình không ngồi mà nó rung vậy là mình chạy liền á mọi người. Quang mang style. Cái đèn đẹp thế. Khúc này thuộc nè. Xin lỗi vì những lời hứa. Ôi, nó rung mạnh hơn kìa. Xin lỗi vì em chẳng thể đến cạnh anh mỗi khi trời đổ mưa. Xin lỗi vì em đợi buồn. Tại sao lại lôi con gấp bông như vậy? Xin lỗi vì ta chẳng thể đến cùng nhau để bây giờ cách xa. Yeah. Xe thứ nhất là đón đưa. Uầy, giọng rap hay quá. Hà ngồi dậy đi, nó đung đưa thì đỡ sợ. Không có ai ngồi mà nó đung đưa hoang mang dã man luôn á. Nhưng mà rap, giọng rap của bạn này hay quá. Nó trầm á. Cùng với em đông nắng ngày xuân vào chiều tà là thèm được nhớ những rồi phải buông vơi cách khỏi đó cả yêu xa. Em đâu hay biết có người đứng chờ em từ giữa khuya. Chỉ quan tâm em chịu biết rằng em đang bận lòng với nửa kia. Cùng một góc nhìn nhưng cảm xúc bây giờ dần trở nên vô vị. Đứng trên dốc tình chỉ là mỗi góc nhìn để thấy được em và đô thị. Ở trong thành phố lòng đành cố gào thét khiến cổ họng khát khô. Bây giờ là một cái này kiểu đúng kiểu em MV quay trong mùa dịch luôn á mọi người, chỉ đúng một góc thôi. Chỉ đúng một góc thôi, góc phòng thôi. Nhưng mà đẹp đúng không? Hơn cả Paris. Ôi, con Pikachu xuất hiện nữa kìa. Dễ thương quá. Thứ mơ mộng thôi. Chưa biết thực tế khác xa vời vợi rồi. Đúng cưng ương á. Cũng chẳng rõ mình đã nhớ em về bao nhiêu đêm. Bao nhiêu đêm. Nhưng ít nhiều chị thì anh cũng đã từng là một người rất yêu em. Con biết con Nobita nó á lộn. Ủa, con này con Doraemon mà. Con Doraemon nhìn dễ thương nhỉ. Nghe khúc đó đau ha. Xin lỗi vì em đã đúng mà xin lỗi vì anh đã sai. Giống như kiểu là anh sai rồi, em xin lỗi anh đi vậy đó. Trời ơi. Ôi, mấy cái bằng cá nhân dán bông hoa lên xinh xinh á. Lên nào. Woo, wow. Nhìn thấy rác xả vậy là mình thấy là lúc mà quay xong á, dọn cũng đuối dữ á. Bình thường phòng mình á nha, nó bừa bộn nhất là cũng chỉ có quần áo thôi mà. Kiểu rác gì mà mình dọn chắc là mình xỉu ngang á mọi người. ABCDZ.
Wow, góc này đẹp trai, góc này nhìn đẹp trai đấy. Sắp tới mình có cơ, ôi con vịt dễ thương quá, con vịt đó mình có nè, con gấu, con gấu 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 màu nâu mình cũng có, nó bự vậy luôn á. Sau này mình có á, lộn, mấy bữa nữa mình có cover, mấy bạn nhớ xem nha, nhớ follow, nhớ nhấn like, subscribe ủng hộ kênh của mình và nhớ ủng hộ 31073 của mấy bạn này nha mọi người. Ủa sắp hết rồi đúng không? Nhưng mà hay, nhạc hay, cuốn, thực sự rất cuốn luôn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video lần này của mình và mong là các bạn sẽ nhấn like, subscribe ủng hộ kênh của mình, nhớ comment những nội dung mà các bạn muốn mình làm nha, và nhớ ủng hộ MV 31073 nữa nha. See ya.